Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. À, nãy chơi lùa gà xong rồi giờ thấy đi bắt gà lại ha. Hay nghe mọi người nói là lùa gà. Hỏi mình là ủa anh ơi, em nghe hay nói lùa gà thì lùa gà làm sao? Thiếu những cái thông tin, thiếu những cái này cái nọ thì người ta đưa những cái thông tin sai lầm. Mà càng ghẻ nó lại càng mổ nữa nha, nó ngứa nó mổ hoài luôn các bạn. Mái ơi, lông bóng mượt à. Mạnh ve kêu luôn. Mồng này gọi là mồng lá ha các bạn. Rất là đẹp. Này những cái tích nè. Mình xịt cái này vô, nó vừa có tác dụng là nó chữa lành vết thương. Anh bắt để anh xúc thuốc ghẻ. Cái đầu nó thì một chỗ nhưng mà cái mình nó lắc thoải mái nè, thấy không? Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn. À, nãy chơi lùa gà xong rồi giờ để đi bắt gà lại ha. À, làm cái clip vui thôi. Thì chúng ta hay nghe mọi người nói là lùa gà. Thì có nhiều người người ta không biết lùa gà như thế nào. Hỏi mình là ủa anh ơi, em nghe hay nói lùa gà thì lùa gà làm sao? Thì thật sự nó đơn giản các bạn. Gà tức là người ta dùng cái từ gà là gà mờ á, có nghĩa là những người mà không có rành rọt rồi thiếu những cái thông tin, thiếu những cái này cái nọ. Và những cái người mà người ta thấy cái người đó người ta không có hiểu biết về vấn đề đó thì người ta đưa những cái thông tin sai lầm để người ta lừa gạt, lừa đảo. Hoặc là người ta bán những cái hàng nó có cái chất lượng nó không có đúng như là cái cam kết á. Thì cái tình trạng này nó xảy ra rất là nhiều luôn, trong rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau luôn, kể cả trong lĩnh vực bếp. Từ cái tên gọi cái dòng đó, người ta cũng gọi là lấp liếm, gọi không chính xác tên để bán cao giá hơn hả. Thì cái chuyện này xảy ra rất là nhiều, từ bếp rồi từ những cái chứng khoán hay là nhà đất, tất cả mọi cái luôn đó. Cho nên là cái thuật ngữ từ lúc mà mạng xã hội á, mạng xã hội nó phát triển, mọi thứ nó giao dịch qua online hết đó, rồi nó xảy ra cái chuyện là lùa gà rất là nhiều. Một số người thì do là người ta muốn làm giàu nhanh nè, thiếu tìm hiểu, thiếu kiến thức nè, cho nên là bị dẫn đến cái tình trạng là bị người khác đưa những cái thông tin sai lầm, dẫn đến là mua những cái hàng nó kém chất lượng hoặc là nó không có đúng cái giá trị đó. Thì ta gọi chung những cái đó gọi là lùa gà ha các bạn ha. Thì chuyện này xảy ra rất là nhiều luôn, rất là nhiều người bị lùa gà xong rồi cảm thấy rất là ức ức luôn. Rồi hồi nãy mình vừa quay clip xong rồi mở cửa chuồng ra nó chạy tứ lung tung luôn, bây giờ thử thách là phải bắt tụi nó vô lại. Lá ghê chắc nụi à. Thịt này là gà này gọi là người ta gọi là gà tàu ha, gà tàu vàng ha các bạn ha. Trứng của nó rất là ngon và thịt của nó cũng cũng chắc nụi à. Này bị mấy con trống nó mổ nè. Mổ riết nè. Là bây giờ vô đây đi. Không biết nãy giờ sổng ra mấy con. Sổng ra mấy con ta, nãy trong cái chuồng này là lúc đầu là mười mấy, quên mất tiêu rồi. Hình như là 9 con. Hình như hồi nãy là 13, 14 con vậy, để đóng cái cửa coi. Cũng hơi mệt đó nha. Đừng có chạy nữa. Bây giờ lùa mày vô cái chỗ này. Đây là gà mái nha các bạn. Hầu như con nào cũng bị mấy con khác nó mổ. Mà cái này á, đúng là cái này có thuốc sạch. Thuốc sạch này á, để mình xịt thuốc cho nó luôn. Sẵn mình bắt được bạn nào mình xịt thuốc cho nó luôn, chứ cũng khó bắt nó. Các bạn biết là tụi gà khi mà nó bị con khác, có con nó tự quay đầu lại nó mổ luôn ha. Còn cái này chắc do con khác nó mổ. Mà nó mổ á là chỗ này nó chảy máu ghẻ luôn. Mà càng ghẻ nó lại càng mổ nữa nha, nó ngứa nó mổ hoài luôn các bạn. Cho nên là người ta thường mấy này người ta thích cái thuốc bảy màu. Xức cái thuốc bảy màu vô để cho thứ nhất là nó lành vết thương. Cái thứ hai là cái thuốc bảy màu thì nó màu xanh tím, nó sẽ làm cho cái con khác nó sợ, nó không dám mổ vô chỗ đó. Còn nếu mà các bạn để khơi khơi á là nó sẽ mổ từ từ, nó mổ hoài luôn, nó mổ lên máu luôn. Đây mình có một cái chai thuốc này. Thì này nó dạng xịt cũng dễ xài, mình sẽ xịt vô đây nó sẽ lên cái màu, rắc lên.
đó, nó sẽ giúp cho vết thương nó mau lành và lông của nó sẽ mọc lại được. Với lại cái chỗ này nó màu xanh xanh này là mấy con gà khác nó nhìn vô nó sợ, phải không? Nó sợ, nó không có dám mổ nữa. Cái này khá là mát, gà nó im chịu, chắc nuôi à, người nó cũng chắc ngon. Sao xịt vậy nó hy vọng là nó sẽ lành nè. Còn mấy con nữa chạy đâu rồi ta? Thấy có một con đây. Kiếm đệ nè coi. Đó, chi vậy? Trời ơi. Nhảy chỗ này dặn chi cho đầy nước vậy ông? Đây lại đây xịt cho miếng thuốc. Quên bỏ chai thuốc vô cái túi luôn. Nè bạn. Nó mổ nè. Trời ơi, cái này bị con nào đá vậy? Nồi nào đá xách thịt luôn nè. Này chắc bị con gà nào đá tét thịt luôn. Nó mọc lông ra không nổi luôn á. Nên bỏ chai này vô túi luôn đi. Đi bắt được con nào rồi xịt con đó luôn. Ok. Cái này con gà, cái này gọi là cái tích nha các bạn. Cái này gọi là cái tích. Cái này gọi là cái màu. Ok. Trời chạy nhanh như quỷ. Gà trống có khác. Coi chừng cho ăn cái cửa. Lông bóng đẹp ha. Gà trống này nó đẹp hơn gà mái rồi. Lông bóng mượt á. Dạng tàu. Mạnh ve kêu luôn. Mồng này gọi là mồng lá ha các bạn. Đó. Mồng lá mà thẳng thớm chỉ thiên đàng hoàng ha. Rất là đẹp. Dày. Này những cái tích nè. Rồi. Con gà khi mà nó trưởng thành thì gà trống mái phân biệt khá là dễ dàng. Gà con mới nở thì khó phân biệt thôi chứ trống mái thì rất là dễ. Nè cái cửa nó dài chà bá nè. Đây. Một con gà bình thường á, cái chân nó chỉ có 4 ngón thôi. Và một cái cửa. Ha các bạn ha, còn hôm bữa con gà của mình mà con gà hôm bữa là mình đếm được như ta 7 ngón. 7 món. Và cái cửa nó chưa có phát triển. Thì nếu luôn cái tính luôn cái kiển hay là cái cửa nó là được 9, gọi là 8 cửa. Ok vô chuồng. Mệt quá mượn quay clip quá một chút xíu. Chạy đi bắt tụi bay muốn đuối luôn. Cắn đỏ thịt hết luôn. Cái này mà mình để yên là nó cứ mổ hoài ha. Cái này nó cái lông măng nó vừa ra là con gà khác nó lại nó nhổ. Mà đặc biệt là cái con này á, cái con mà nó bị thương kia nè, nó để cho con kia nhổ các bạn, chứ không phải là nó sợ nha, mà nó để cho con khác nhổ, tại vì nó đã ngứa, bản thân nó đã ngứa, nó thích vậy đó, nó để cho mổ hoài luôn vậy đó. Rồi nhiều khi nó quay lại nó tự cắn lông, cái đó là biểu hiện của con gà nó bị stress á, là nó tự cắn lông đó. Nó cắn mấy cái lông này nó dứt bỏ chảy máu đi. Mình xịt cái này vô, nó vừa có tác dụng là nó chữa lành vết thương. Thứ hai nữa là nó có cái màu xanh này nè. Những con gà khác nó nhìn vô nó sợ, nó không có dám lại mổ nữa. Thì từ từ á, lông rồi bắt đầu nó sẽ ra dày, nó che kín lại thì ok. Chứ còn để hở kiểu này á là nó mổ hoài luôn. Ok.
toát hết mồ hôi hột với tụi bay. Rồi, mọi người thấy lùa gà là như thế nào chưa? Lùa gà, cái từ đó nó khá là vui nhưng mà nó khá là hay các bạn. Nó gọi là nó mô tả đúng cái hiện trạng của hiện nay, đó là mọi người gọi là muốn làm giàu nhanh nè, rồi mọi người thích cái kiểu giống như là có tin ti vô nè, cái kiểu vậy đó, cái kiểu nó gọi là thích nó nhanh mà không có đầu tư về mặt kiến thức suy nghĩ đâu hết, cho nên là rất là dễ thành đối tượng của những cái đội mà chiên lùa gà ha anh em ha. Rất là đơn giản thôi, đây còn 4 bạn nữa nằm chỗ hang dịch luôn. Con nào cũng bị cắn nát bấy hết rồi. Con này cái màu lông nó lợt hơn mấy con gà kia. Trời, mạnh quá mạnh rồi. Cho nên á, mình các bạn mà muốn chơi cái gì hay là muốn mua sắm cái gì, tìm hiểu cái gì thì nên đầu tư chút xíu thời gian để mà tìm hiểu và tìm cái người mua nữa các bạn. Người mua có những người người ta đàng hoàng, có những người người ta, mà thường thường những người đàng hoàng á thì người ta gọi là làm sao ta, cái rồi dính đầy tay luôn. Có nghĩa những người đàng hoàng á thì người ta giới thiệu mọi cái nó chân thật, thì đôi khi cái điều chân thật á nó sẽ kém hấp dẫn hơn những cái điều hoa mỹ. Thì những cái điều hoa mỹ á là để làm cho cái người nghe người ta cảm thấy nó có lợi nè, cảm thấy nó sướng nè, này nọ thứ, thì người ta dễ quyết định all in đó, all in vô là no đòn. Bên bò sát bên bét rồi cũng nhiều lắm, nhiều người bị lùa lắm các bạn. Bên mấy cái chứng khoán rồi tiền ảo rồi thì khỏi nói rồi, rất là dễ lùa luôn, đâu hết rồi. Còn mấy con nữa mà hồi nãy đây tới mấy con thì bắn trước con này đi nha. Anh em mà có muốn mua sắm, muốn tìm hiểu cái gì á thì nên bản thân mình nên tự tìm hiểu trước, xong rồi bắt đầu mình sẽ đi kết nối làm quen với những cái người mà chơi trước, để người ta có cái sự tư vấn cho mình, cái sự tư vấn cho mình nó chính xác, tôi đưa ra những cái lời khuyên cho mình nó hợp lý ha. Rồi các bạn sẽ, nói chung là chơi bộ môn nào thì cũng sẽ tốn tiền học phí thôi, cái chuyện đó là có, nhưng mà nếu mà các bạn gặp đúng người á thì cái tiền học phí nó sẽ rẻ hơn ha. Nhưng mà bên cạnh đó các bạn cũng có thu hoạch những cái kiến thức chính xác đúng đắn đó. Chứ còn mà các bạn mà chọn sai người á, chọn sai thầy, chọn sai người dẫn dắt á, thì các bạn sẽ bị lùa gà ha. Tiền trong túi họ, tiền trong túi bạn sẽ chuyển qua trên túi họ đó. Và quan trọng nhất là sau khi mà mất một đống tiền đó thì chúng ta lại có những cái nhận định sai lầm các bạn, có những cái kiến thức sai lầm do chúng ta bị người khác đưa những cái thông tin nó không chính xác, rồi chúng ta lấy những cái thông tin đó chúng ta lại nhiều khi cũng không có ý xấu gì đâu, nhưng mà tại vì chúng ta nhận định sai rồi chúng ta truyền đạt cho cái người thứ ba nó cũng sai luôn, đâm ra là nguyên cái hệ nó sai hết luôn đó. Nhưng mà ngộ một cái là cái người mua đôi khi á người ta lại thích, thật ra cái này ở góc độ tâm lý thôi, cái người mà đàng hoàng á thường thường người ta sẽ ít có quảng bá mà nó quá về cái sản phẩm của mình lắm, và người ta thích ít có o bế theo cái chiều hướng gọi là theo sát lắm. Còn ví dụ như mà lùa gà rồi mấy cái đó người ta làm, những người mà người ta có ý định lùa rồi á thì người ta phải chuẩn bị hết những cái bước đó để cho bạn không có xảy được, bạn đi lát tự bạn lọt vô, à tự bạn lọt vô là bạn no đòn luôn đó. Cho nên là anh em lưu ý cái chuyện này nha, đừng để bị lùa. Mát không? Mát, xịt cái này vô là mát. Mát rồi từ từ nó hết. Đây thì còn một trống một mái nữa. Bây giờ bắt con mái trước đi. Con mái vừa sao dễ bắt, con trống nó nhanh quá.
Mày chạy nhanh quá sao anh dí kịp đây. Để tấn nó vô góc á. Thôi chỗ này sình quá, gây khó khăn cho đội bạn quá. Rồi tèm lem luôn, tèm lem luôn. Tao bắt để tao chữa bình ghẻ cho. Anh bắt để anh xúc thuốc ghẻ chứ không phải anh bắt để anh làm thịt đâu mà la. Trứng của tụi này ăn rất là ngon hả bạn ha. À, một ngày nguyên cái gian chuồng gà này nó đẻ cho mình cũng bắt khoảng 20 trứng. Ok. Rồi còn cái này mấy con gà trống thì nó lanh hơn, lanh hơn, khó bắt hơn. Tấn nó vô góc đi. Rồi quay đầu xe nữa. Bậy rồi, dí con này mất mấy chén cơm rồi. Giờ làm sao đây? Giờ em đứng đầu đó đi em đứng đầu đó đi, lùa nó vô. Vừa vô cái chuồng không đây nè. Hai, đừng có chui dưới nha. Biết à, nó khùng lắm à. Rồi lùa vô cái chuồng không trong này nè. Thập diễn mai phục rồi con. Vô chuồng thôi chứ không có làm gì hết trơn á. Nó mạnh ve luôn á. Sung mặt đỏ lừ lên luôn. Ôi con này sao cái yếm nó lệch bên ha. À, nó yếm nó có một bên nè. Đúng ra nó thêm cái này nữa sao phát triển có một bên nè. Nó hai miếng lần nè. Cái cổ nó giống cái gimbal á. Đúng rồi. Người ta nghiên cứu cái gimbal chắc từ cái này á, nó do đó nó giữ cái đầu chỗ mà cái mình với nó lắc được không? Không chống rung á. À. Nó vẫn quay. Không, nó phải đứng yên á. Này nó đang căng thẳng. Có nghĩa là cái cơ chỗ này nè các bạn, cái cơ chỗ này nó rất là linh hoạt ha. Đó, cái khớp chỗ này nè, cái khớp chỗ này nó rất là linh hoạt. Cho nên là giữ cái đầu con gà đứng yên, mặc dù cái bình ở dưới nó nhúc nhích thì người ta ứng dụng cái này vô gọi là cái gì, đời sống hàng ngày, những cái thiết bị đời sống hàng ngày đâu á, dụng cụ người ta làm mấy cái gimbal để mà đi quay clip nè, giống như cái mà Đức đang xài nè, đó nó chống rung, ví dụ mình có di chuyển nhanh lên xuống rồi này nọ nó cũng chống rung. Nào biểu diễn cái coi, đó nó giống giống vậy nè. Đó đúng rồi, đúng rồi. Đó nè, cái đầu nó thì một chỗ nhưng mà cái mình nó lắc thoải mái nè, thấy không? Tao mệt với tụi bạn gã nói tao mệt với hai thằng bậy rồi đó nha. Ok rồi, này lông lá xấu quá, đẻ riết mà đẻ riết lông khô quá, để bổ sung vitamin rồi cho. Ok, điểm có đủ số lượng chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4, trời nó chạy một vòng lát lộn lum á. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 bé là đủ cho ta để đi vòng vòng thôi, còn con nào sổng ra ngoài hình như 11 là đủ rồi đó. Cái này mà quên đóng cửa mà nó chạy ra ngoài lum. Rồi chắc hết rồi đó. Ok các bạn, làm clip vui vui cũng sẵn chia sẻ với mọi người luôn ha. Thời buổi bây giờ
giao thương trên mạng, không gian mạng rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ giao thương bằng hình thức gọi là nếu mà thanh toán thì chuyển khoản, nếu mà gọi là cái gì ta, gọi là giao hàng thì cũng giao hàng tận nơi luôn đó. Rồi cái hình thức mô hình kinh doanh bây giờ nó rất là đa dạng luôn, ví dụ như chứng khoán đi các bạn, tiền ít thì các bạn có thể vô những cái quỹ, rồi bên nhà cửa cũng vậy. Ngày xưa ví dụ như chúng ta nói kinh doanh bất động sản thì chúng ta chỉ hình dung là chúng ta có tiền chúng ta mua miếng đất rồi chờ nó lên nó bán thôi, đúng không? Thì đó là cái gọi là cái mô hình cổ điển. Cái mô hình cổ điển, nhưng mà cái mô hình bây giờ nó gọi là hình thức nó giống như là nó có những cái quỹ đầu tư, thì chúng ta có bao nhiêu tiền chúng ta có thể đầu tư vô được. Thì nói chung là cái mô hình kinh doanh bây giờ nó rất là đa dạng, và có những cái nó rất là mới lạ. Thì đó là một cái nơi tất nhiên là mình không nói tất cả ha, có những người người ta dựa vô cái đó để người ta lừa gạt rồi này nọ cái thứ thôi, chứ còn những cái mô hình đó là những cái mô hình nó đúng, nó tốt, chứ không phải là nó, tại vì nó sẽ giúp cho nhiều người tiếp cận được để đầu tư hơn. Chứ bây giờ để đủ tiền mua một miếng đất á, thì nó quá lớn đi, không phải ai cũng có đủ tiền, mà người ta sẽ phân nhỏ ra từng phần để cho cái gói đầu tư nó nhỏ lại, người ta có thể đầu tư. Tuy nhiên đó là nếu mà phát triển theo hướng tốt. Bên cạnh đó thì cũng có những người lợi dụng vô những cái điều đó để mà lừa gạt rồi lùa gà, thấy không? Ví dụ giới thiệu mua những cái sản phẩm nó không có tiềm năng đó, mà cứ gọi là thổi phồng cái giá trị nó lên, làm cho nó hoành tráng lên để cái người đầu tư, cái người mua, người ta sai lầm, mua sai lầm, họ dẫn dắt rất là hay. Thì làm clip này vừa vui vui mà vừa cũng là chia sẻ với mọi người thôi. Bản thân mình cũng có bị dính, cho nên là cũng làm clip chia sẻ với mọi người. Muốn xuống tiền, nói chung tiền trong túi chúng ta thì chúng ta phải có trách nhiệm với nó. Muốn xuống tiền đầu tư cái gì, mua cái gì, chơi cái gì thì chúng ta nên tìm hiểu thông tin về nó. Và những người đi trước, những người nào mà có uy tín, có thương hiệu đồ thì người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn nó ok hơn, ít cái rủi ro hơn, ít những cái học phí hơn ha. Rồi ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ ha, và có thật nhiều sức khỏe và đầu tư mát tay đó, coi như là phát tài phát lộc ha. Ok, bye bye mọi người, thank you mọi người đã xem clip ha. Nếu mà có đói bụng thì ghé Nam Nô Nê, bye bye.